dù em đi có bất cứ phương nào nhưng em vẫn chỉ hướng về một phương. Ok, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình nhá. Thì hôm nay mình sẽ làm một clip rất là đặc biệt mọi người ạ. Đây là một nhân vật rất là đặc biệt, đây là một người chị của mình. Bây giờ chị có thể giới thiệu cho mọi người được không? Xin chào, mình là Hải Anh. Hải Anh Facebook là gì ạ? Chị Facebook là gì? Cũng là Hải Anh luôn. Hải Anh luôn, ok. Thì em sẽ gắn ảnh Facebook của chị ở đây nhá, và em để dưới phần mô tả luôn. Thì hôm nay em có mời chị ở đây để chơi một cái game này với em. Chị có biết qua game này chưa? Đã từng xem rồi. Xem rồi đúng không? Thì chắc là chị hiểu rồi đúng không? Nên bây giờ em sẽ nói lại một lần cho chị hiểu lại nhá. Thì ở trên bàn mình có mấy cốc ở đây. Trên tay của chị em mình là có hai quả bóng. Chị em sẽ đứng từ xa ném. Sang em ném chúng vào đây. Em ném chúng vào một cái cốc của chị. Thì ở mặt dưới này nó sẽ có một cái thử thách. Hoặc là chị sẽ uống cái cốc này. Nếu mà chị chọn uống thì chị sẽ uống, và chị nhận thử thách thì chị phải nhận thử thách. Ok không? Ok. Cho đến khi bao giờ mà chị ném hết cái cốc của em ném hết cốc của chị. Nếu mà chị ném cốc của em trước, chị ném hết cái cốc của em trước thì chị sẽ là người chiến thắng. Còn em là người thua. Thua thì em sẽ nhận một hình phạt từ chị. Ok không? Ok, bây giờ cho chị ném thử một lần trước. Chị có cần ném thử không? Thử luôn. Có. Ok, cho chị ném thử trước. Ném thử đã run như này rồi, không biết tí là thật như nào này. Vậy cho chị ném tiếp đi, cho chị ném thử hai quả này. Đấy, em dễ mà chị, em bảo ơi. Nhưng để dễ không à? Ok, chơi nhá. Ok. Wow, ghê đấy à? Ơ chị ném tiếp đi, chị ném tiếp đi. Wow, ghê thật. Được rồi, đây chị ra đây. Tiến thử lại cái cốc này thì chị ném trúng ngoài cốc này nhá mọi người. Bây giờ mình sẽ nhân thử thách ở bên dưới đi. Thử thách ở bên dưới là tên là có một chiếc quỳnh. Tức là em phải thả thính bằng cái tên quỳnh này. Nếu mà em không thả thính được cái tên này thì em sẽ phải uống cái cốc này. Chết rồi em ạ. Chứ quỳnh này hơi khoai nhỉ. Quỳnh này. Chết rồi. Quỳnh này khói nè. Mấy nước này là pha ghê hết. Rồi, chạy 30 giây suy nghĩ nha. Quỳnh này. Khoai này. Thôi, em không nghĩ ra là em chơi được uống. Cái mùi này ghê quá. Chỉ ném đỉnh đấy nhỉ. Vừa gì mà phát ra ném trúng luôn rồi. Sẽ thua đấy. Cái mùi này ghê quá. Cái quỳnh này hơi khó, hơi khoai. Cái mùi này. Em ghê quá. Ok, đến từ đây em nhá. Ok. Bây giờ chị muốn là em để dịch cái cốc này vào không? Để cốc này ở đây hay là vẫn để nguyên vị trí cũ? Cứ để nguyên đi. Ok, nguyên nhá. Ăn độ khó. Ok. Ôi, sao khó nhỉ. Yeah. Bây giờ mình đã ném trúng cốc đầu tiên rồi chị. Bây giờ chị thử lần lên. Xem thử thách là gì. Hát một câu của chữ chung. Hát một câu của chữ chung. Cho chị 30 giây suy nghĩ để hát một câu của chữ chung. Nếu mà chị không suy nghĩ được thì chị sẽ phải uống cái cốc này. Nhưng mà phát âm không đúng cũng được không? Được. Mấy là chung, không biết chung nhẹ, chung nặng cũng được. Chung tè rồi đấy sẽ hát được. Khói đấy. Ok, bây giờ hết là 30 giây suy nghĩ, chị đã nghĩ ra chưa? Chào chị ăn coca. Ăn coca? Ừ đúng rồi, coca có chữ. Ừ có chị ăn. Ok chị ăn. Chúc mừng Việt Nam đi, chung là kêu cua. Ok, có tay. Chị đã không phải uống cái này. Chị thoát rồi. Ok, bỏ cái này xuống đây. Ok, bây giờ đến lượt chị ném ấy. Ủa. Sao chị ném siêu ấy nhỉ? Mày quá. Mày có. Ok, bây giờ mình sẽ mở cái này lên xem thử thách là gì nha. Thử thách là hít đất 5 cái. Mày quá. Mày cái này không phải uống. Hít đất 5 cái, ok, hít đất 5 cái. Yeah. Em sẽ hít đất 5 cái nha. 1 2 3 4 5. Yeah. Mày nghĩ thử thách là dễ. Ok, bây giờ em sẽ bỏ cái cốc này xuống. Mày có không phải uống cái này. Uống cái này hơi khoai. Không biết tấm này khoai đấy. Ok, bây giờ sẽ đến lượt thứ hai của em. Ui. Yeah.
Trung. À, Trung này là thả thính bằng một câu với tên Trung. Thả thính tên Trung bằng một câu. Em nghe nói chị thả thính giỏi lắm đúng không? Chị không biết thả thính cái gì đâu. Chị lại ngại rồi. Ok. Cái gì hả thính đi? Em sẽ lại cho chị 30 giây suy nghĩ nha mọi người. 30 giây suy nghĩ. Chị uống đi. Ok, ok, chị uống đi. Ok. Bây giờ chị đã không hoàn thành thử thách thì chị phải uống cái cốc nước này nha mọi người. Ok. Vỗ tay cho chị nào mọi người ơi. Sao vậy chị? Ok. Nó kinh lắm mọi người ạ. Kinh lắm à? Tại kinh thật. Tại mình uống này mình cũng thấy kinh thật. Ok, vậy đến lượt chị này em. Wow, một lượt trượt rồi. Ui. Cái này là ăn ớt hảo hảo. Ăn cái muối hảo hảo. Ăn muối hảo hảo. À, trời ơi. Ăn muối hảo hảo thì có nên ăn đâu ta. Em có thể chọn là ăn hoặc uống. Ok. Hảo hảo. Uống miếng nước rồi ghê á. Thôi, em chọn ăn mì hảo, à, ăn muối hảo hảo. Ok. Ok mọi người, bây giờ đây, mì hảo đây chị nhá. Ok, giờ bây giờ sẽ xúc một thìa. Một thìa nhiều nhiều đi. Ok. Hết chỗ này đi. Hết chỗ này nhiều lắm. Một thìa đây, một thìa đây. Đây, mình cho các bạn xem. Chị ấy bảo mình ăn hết cái bát này đi. Mình đã múc một thìa nhiều như này rồi. Trời ạ. Ok, giờ em ra một thìa đây nhá. Ok. Em ơi ghê quá. Ok. Ôi em. Chị có nhìn thấy quả này không? Có cái chơi ạ. Nó đập, nó đập vào đây, nó lẩy vào đây, nó lẩy vào đây. Khó hiểu. Không sao, lại phải chấp nhận thử thách thôi. Ok. Thế thử thách là gì nào? Trời. Thằng tính người tiên phương. Chị đã nghĩ ra chưa? Chị rồi, cho em 10 giây. Phương này thì cũng dễ thôi. Nhưng mà để em nghĩ câu nào nó đặc biệt chút. Ok, nào. Dù em đi có bất cứ phương nào, nhưng em vẫn chỉ hướng về một phương. Hiểu không? Yeah. Có dễ chưa? Bây giờ mình đã thoát được một cốc này rồi nha mọi người. Cái cốc này kinh dị lắm. Mình vừa thấy chị bảo ôi cái câu này ghê lắm mà. Trời ơi, không tả nổi luôn chứ. Không tả nổi gì à. Và sẽ là lượt thứ tư của chị Hải Anh nha mọi người. Ok. Wow. Wow. Ui. Đỉnh thật sự. Đỉnh vẽ lên mặt. Ok, em chân được thử thách đi, cho nó vui. Ok, chị uống cái nước này em cảm thấy hơi ghê. Ok. Vậy cho chị vẽ lên mặt em. Ok à, chị vẽ gì cũng được. Ok. Đây, mình sẽ đa lên cho chị vẽ lên mặt mình nha mọi người. Trời ơi. Chị vẽ ở trên đấy thì tóc em còn che hết rồi đâu. Còn nữa chứ. Trời ạ. Chị vẽ mình cái gì đó mọi người. Mọi người xem. Mọi người không biết chị vẽ gì nha. Mình không biết chị vẽ gì. Mọi người chết nhất. Ok. Cái bài xe là tính năng của em phải phục thù. Phát là em mà không ném vào em không phải đàn ông nữa rồi. Em không phải là thằng Trung nữa rồi. Trời ơi, sao mà khó vậy? Lượt thứ 2 trong lượt thứ 5. Đúng rồi. Qua lời em mà không ném vào em không phải là đâu nữa rồi. Em không phải là thần chung nữa rồi. Trời ơi, sao cái này khó đến vậy nhỉ? Yeah, chúng một phát rồi. Ui, vẫn thì chúng một phát. Ok, bây giờ sẽ chị mở thử thách em xem là gì nào. Thoát thì là không bị sao ấy. Ui. Trời ạ. Nước mắt mình ném vào thì chị thoát mọi người ạ. Ghê. Em nghĩ bây giờ chị phải ngắm vào một cốc thôi. Chứ bây giờ nó ít rồi.
hơi khoai đấy. Đây lần tiếp theo của mình nha mọi người, chị còn thật 2, 4, 6, 7 cốc. Game này thì mình thua phải 70% rồi anh em ạ. Yeah, chúng một cốc rồi. Trời ạ, vẫn chỉ trúng một cốc anh em ạ. Hùng à, tức là thả tính với tên Hùng đấy. Nếu mà chị không được thì chị có thể uống cái cốc này. Em cho chị 30 giây suy nghĩ nha. Ok, 30 giây bắt đầu. Bây giờ em có một trợ giúp cho chị. Chị có thể hỏi khán giả tại trường quay, nhưng mà chị phải uống 2 cốc. Ok không? Thế thôi, chị chỉ uống 1 cốc thôi. Thì sao bây giờ chị uống 1 cốc này đi. Ok. Đấy, rồi mình ra khó chị đấy mọi người ạ. Mình phải đánh mất tâm lý. Cố lên chị ơi, cố lên. Ok, mời chị nhận cốc nào trước. Ăn chanh. Ăn chanh. Ui chua. Chua mọi người ạ. Chua. Wow. Chết tôi rồi, tôi lại bị thử thách rồi. Thử thách là gì đây? Em cho mọi người xem trước. Thử thách của mình em mọi người ạ. Rồi, đây. Thử thách đây nhá. Trời ạ, đi thử thách đi. Ăn chanh. Em sao? Chị ăn được thì mình cũng phải ăn được đúng không mọi người? Ok. Ngon. Ngon chị ạ. Yeah. Đứng lên ngồi xuống 5 cái. Thì là chị để tay ở đây ra, đứng lên ngồi xuống. Cái này dễ này. Cái này dễ. Ok. Thế chị đứng làm ở đây. Đây ngon. 5 cái. 1 2 3 4 5. Ok, cái này dễ. Wow. Thế bây giờ chị Hải Anh đã cân bằng được tỷ số rồi mọi người ạ. Còn cái túc này là gì đây? Vẽ lên mặt người đối diện. Bây giờ chị có muốn em vẽ lên mặt chị không? Hay là để em uống? Thôi uống giúp chị đi. Ok, bây giờ chị không muốn vẽ lên mặt này thôi, mặt mình như này rồi nhưng mà mình uống giúp chị cũng được nha. Ok. Sao? Mình đàn ông ạ. Ok, hết rồi nha mọi người. Chết rồi rồi. Ok, em nghĩ rồi. Cậu hãy đi bằng người luôn này. Trang giấy thì ở trên vườn, còn trang trong tim em. Đâu chị, đâu đó. Bạn Trang ở bên kia nữa. Ok, mình đọc lại cho mọi người. Ai tên Trang thì comment nhá. Trang giấy thì ở trên vườn, còn trang thì ở trong tim mình đấy. Ok. Mình là người ra trò chơi này là mình lại là người chung cuộc. Ôi chị Hải Anh ném đỉnh quá rồi. Thử thách cuối cùng là gì đây? Hát một câu của chữ Anh. Chữ Anh à? À, anh thanh niên năm nay đã ngọt nghẹt 30 đi rồi. Sau mỗi năm mình rồi, tôi và mình trả đá. Ok. Vậy là em thua rồi. Vậy chị muốn hình phạt gì em à? Uống nó cấp lại. Không. Em nghĩ là em cho chị vẽ nốt trên mặt em. Ok không? Cũng được. Ok. Đây là hình phạt cuối cùng này. Mình sẽ bị chị Hải Anh vẽ tiếp lên mặt nha mọi người. Cho chị thích vẽ gì thì vẽ luôn. Hôm nay là mình người thua cuộc mà, không sao. Trời ơi, mình biết chị vẽ gì rồi đấy. Chị vẽ một cái nốt đầy. Mấy cái dấu mèo mưa. Mọi người nhìn sao mọi người? Vì họ vẫn đẹp trai thì mọi người nhớ một like, một subscribe cho kênh mình nhá. Ok,
Vậy là video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu bạn nào muốn link Facebook của chị Hải Anh thì mình có thể để ở dưới phần comment hoặc mình để ở bên này. Vậy là video của mình đến đây là kết thúc. Mọi người thì hãy nhớ like, share, subscribe đăng ký kênh nhá. Bye bye.